Vâng, Đồ Gỗ Thường Tám xin kính chào các bác nhá. Vâng, thì hiện tại là 4 giờ chiều của ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Và thì em trân trọng giới thiệu đến các bác một bộ sản phẩm, đó là chiếc án gian thờ vâng, của một vị khách hàng, đó là anh Thể ở Đồng Lương. Vâng, thì trước khi em báo giá cho các bác chiếc án gian thờ này thì em sẽ đi vào kích thước. Trước tiên em sẽ thông qua kích thước cho các bác biết nhé, và chất liệu gỗ. Còn thì chiếc án gian thờ này được chúng em thi công trên chất liệu là gỗ mita và 100% là mổ gỗ mita các bác nhé. Còn thì chiếc bàn thờ này được anh Thể anh đặt chúng em là với cái kích thước là dài 1m97 và chiều rộng là 97 phân. Vâng, cao là 1m17. Vâng, được đục theo mẫu triện tàu đá giáp. Vâng. Đâu ấy? Và được em chạm theo mẫu này, gọi là mẫu triện tàu đá giáp. Mẫu này là nó xuất phát từ nguồn gốc là từ Trung Quốc các bác ạ. Vâng, bởi vì 90% dân số chúng ta là sống theo truyền thống lối tâm linh là theo Trung Quốc, còn theo người Hoa đấy, được gọi là của người Hoa. Vậy thì em vừa nói cho kích thước chiếc bàn thờ này là dài 1m97, sâu là 97 và cao 1m17, được chúng em làm trên nền gỗ mita 100% lõi mita nhé. Và tuyệt đối không có pha rác, và riêng gỗ mít mà có rác là nó sẽ hư ngay, nó không sẽ bền lâu được. Vâng, thì chiếc bàn thờ này em cũng báo giá công khai với các bác biết là với mức giá là 14 triệu các bác nhé. Và 14 triệu được miễn cước phí trong phạm vi 100 cây số. Và chất liệu là 100% loại mít ta. Và các số đo trên là đã được chúng em làm theo sách phong thủy. Và sách phong thủy cũng như gọi là thước theo thước lỗ ban đấy. Và được theo làm những số đẹp. Và được chúng em chọn theo những số đẹp, những cái cung đẹp là những cung phát tài phát lộc, rồi thì là thầy sợ, rồi thì là nói chung là toàn những cung đẹp thôi, cho phong thủy đồ thờ. Vâng, thì các bác ạ, với mức giá 14 triệu đồng, nếu như quý khách phạm vi trong 100 km là em miễn cước, được bao gồm miễn cước phí. Vâng, thì các bác nào có nhu cầu sở hữu một chiếc bàn thờ như của anh Thể Đồng Lương Cẩm Khê Phú Thọ này thì sẽ xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám, và cơ sở em nằm tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Cơ số điện thoại là 0987 510 806. Cơ sở em là trực tiếp sản xuất các đồ gỗ tự nhiên. Đồ gỗ tự nhiên là rất là sang trọng cho hôm nay và giá trị mai sau. Hoàn toàn là trên nền gỗ tự nhiên, chúng em không làm gỗ công nghiệp. Rất chi là đẹp các bạn ạ. Rất hợp với phòng thờ từ 10-15 m² trở lên. Vâng, thì để kết thúc video ở đây thì em xin giới thiệu lại với các bác là chiếc bàn thờ này là của một vị khách hàng, đó là anh Thể ở Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Vâng, hoàn toàn chất liệu là bằng gỗ mita 100%. Đây đã được chúng em phun màu và được lớp màu chưa bắn bóng. Vâng, thì để kết thúc video ở đây em xin cảm ơn các bác đã quan tâm đến cơ sở Đồ Gỗ Thục Tám và đã hàng ngày được xem trên kênh YouTube cũng như kênh YouTube của Đồ Gỗ Thục Tám. Vâng, thì xin các bác nào có nhu cầu cũng như là sắp có nhu cầu để dùng đồ gỗ thì nên đăng ký kênh của Đồ Gỗ Thục Tám để được cập nhật hàng ngày những thông tin mới nhất, những mẫu đẹp nhất, và chúng hàng ngày chúng em vẫn cho ra đời rất nhiều các loại mẫu mã đẹp cũng như là
sập thờ, rồi thì bàn thờ, rồi thì án gian, rồi thì sập cụ tủ chè, giường tủ và các loại nội thất trong nhà. Rồi thì kết thúc video ở đây, em xin cảm ơn các bác và chào tạm biệt mọi người. Vẫn hàng ngày trên theo dõi trên kênh YouTube của Đỗ Đồng Tám. Và một ngày mới chúc các bạn, chúc các bác nhé, một sức khỏe tốt, một niềm vui tràn đầy hạnh phúc. Và em xin chân thành cảm ơn và xin kết thúc video ở đây.